Sau vài ngày vắng bóng, chiều nay Phó Chủ tịch UBND quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải cùng lực lượng chức năng đã tiếp tục xuống đường để xử lý vi phạm vỉa hè lòng đường. Với thái độ cương quyết, chỉ đạo quyết liệt, ông Hải đã tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân. Tại đường Nguyễn Đình Chiểu, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý các quán ăn lấn chiếm vỉa hè. Dù đã được chính quyền địa phương thông báo tự tháo dỡ trước đó nhiều ngày, thế nhưng các chủ cơ sở không chấp hành. Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã chỉ đạo lực lượng tiến hành tháo dỡ mái hiên lấn ra vỉa hè, xử phạt các xe đậu trên lề đường. Các bảng hiệu quảng cáo cũng bị thu gom. Lực lượng chức năng cũng tiến hành xử lý bãi xe trái phép trên đường Nguyễn Bình Khiêm. Khi đi ngang đường Nguyễn Thị Minh Khai, ông Hải cho xe dừng trước tòa nhà các cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Công Thương. Tại đây phát hiện một bồn cây xưa có diện tích khoảng 3m2 lấn chiếm vỉa hè. Ông Hải đã chỉ đạo đập bồn và bứng cây. Một bức tường của công ty Phượng Hoàng cạnh đó cao hơn 4m xây lấn ra vỉa hè hơn 3m cũng bị đập bỏ. Bên cạnh đó, các xe đậu trên các tuyến Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đều bị xử lý.